Xin chào các bạn. Bây giờ là Duy sẽ hướng dẫn các bạn tập luyện trên cái thanh xà ở cái dòng máy BBMS 9000 chính mạch đẳng cấp của BBT. Rồi. Này. Này. Thì để lãnh hội được hết cái máy này á thì nó sẽ có những video, chứ không phải là một video tất cả. Nhưng mà Duy chỉ chia sẻ và chỉ các bạn những cái bài tập mà đáng giá nhất. Đáng giá nhất nha. Còn những cái bài chế thì nó rất là nhiều. Đó. Thì trên cái bài này, trên cái cây xà này bạn nhớ giùm tôi 4 bài. Đó, cây trước để làm gì, cây sau để làm gì, nó có giá trị của nó, chứ không phải tự nhiên mà ta thiết kế như vậy. Đó, một cái là lap pull down là pull up á, đu xà đó. Nó khác cái tên thôi, cùng cơ chế. Rồi cái thứ hai là cái chin up là cũng là đu xà luôn. Rồi cái tiếp theo mà nên tập nữa là cái gì? Là đá bụng. Đó, thì bây giờ là Duy sẽ minh họa với bạn hết những động tác đó. Đây là cái khu để chúng ta tập luyện những bài này luôn. Hít xà đơn hay là đu xà đơn để tập cơ, xô, lưng và tay trước. Đó là cái mặt đúng. Rồi tiếp tục. Liệu theo chiều ngược lại có được hay không? Thử nha các bạn, bể đầu á. Thử nha, cái đầu của bạn nhắm chui lọt cái lỗ này hay không? Khi cổ phải cúi xuống nha. Đó. Động tác kia thì bạn ngửa ra. Động tác này thì bạn cúi xuống. Đó là hai cách tập ở bài pull up mà chúng ta có thể chơi được. Rồi, cái chiều đó là chúng ta đứng về mặt sau. Tới cái cây này, chúng ta thực hiện động tác chin up. Chin up là bắt buộc phải đứng dậy thôi, đứng ở trong đây, quay cái mặt ở đây nè. Là không có chin up được, bể đầu chết. Nha. Rồi, chin up là phải cầm cái tay ngửa ra. Đó, nó thiết kế cho bạn cầm luôn rồi đó không? Thấy dễ thương không? Cái cây này nó có ý đồ của nó, chứ không phải nó thiết kế cho nó vui. Nè, chin up. Lên. 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 Nó là chin up nha. Nè, cái chin nó phải nắp nè. Là cái cầm á, nó phải nắp lên mới được, nắp qua khỏi cây này nè, tức là nó cao hơn cây này. Tức là kêu là chin up. Rồi tiếp tục đu. Là chúng ta sẽ tập bài Knee Rise. Knee là đầu gối, Rise là lên. Nhưng mà bài này thường thường nó sẽ nhẹ, do đó các bạn sẽ cầm thêm cục tạ nhỏ nhỏ vậy. Hiểu không? Rồi cái tay các bạn cầm nó y chang như bài pull up. Nó pull up. Rồi, cái chân bạn nè, nhìn nè cái mũi chân của Duy nè. Đưa cao lên, tay cầm dày. Nhìn tay cầm để lấy cục tạ ra. Đó, sau đó chúng ta giữ thăng bằng. Ok. Nói chung á, là bạn đu bạn đứng bên nào cũng được hết á. Đừng cầm này thôi. Cái này không có chỗ cầm. Cái này nó phục vụ cho bài chin up thôi. Bạn đu bạn có thể cầm dày. Đu quay mặt ra không có đụng đầu. Anh hy vọng là các bạn nãy giờ xem video này còn nhớ cái bài Performance Plus AB Crunch. Nhớ chưa?
Thì bây giờ mình không có rồ phong lên lết, mình có cái này lết ghê hơn nữa, thì mình vẫn có thể tập động tác AB Front. Cái này là nếu mà các bạn yếu á, mua thêm dây kéo lưng nha các bạn. Tại vì quay video á là Duy không có cần trang bị, nó mất công, nó mất nhiều thời gian nữa, nó dựng video dài ra, nên Duy rút gọn. Rồi, ở bên kết thúc với minh họa thôi đó. Bốn động tác căn bản nhất, huyền thoại nhất, hiệu quả nhất các bạn có thể thực hiện trên cái máy đu này. Còn một đống động tác chế á thì Duy không chia sẻ ở đây, không hướng dẫn ở đây. Bạn chỉ cần tập như đây thôi, bạn lên cái máy này là đủ thấy màu rồi nha. Và cái máy này chắc chắn chỉ ở những phòng gym đẳng cấp 5 sao mới trang bị cho các bạn thôi, không ai dám mua cái máy này về nhà tập cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.